2kg gửi hành lý khi đi máy bay mà lúc nhận về thì vali bị hư giống như mình không ta? Vừa mới tới chỗ du lịch là cái quai kéo bị gãy như vậy rồi, còn bị rách thêm một đoạn này nữa, hơn là cũng không bị mất gì hết. Mình nghĩ là tại nó cũng quá cũ rồi á, nên vừa xong chuyến đi là mình đổi luôn cái vali mới. Mình chọn vali màu xanh min mà người ta lộn qua màu hồng cho mình. May là sau khi liên hệ cũng được người ta đổi lại cho đúng màu. Trời ơi, cái màu xanh min nhìn nó xinh xỉu luôn á. Mà mình ưng nhất á là có thể ngồi lên trên cái vali này luôn. Ra sân bay mà lỡ đứng mệt quá thì có thể ngồi nghỉ ngơi. Kéo hay đẩy đi cũng dễ, tại cái bánh xe nó khá mượt, chất liệu nhựa nên sẽ không bị rách như cái vali vải hồi nãy của mình. Mà nhựa thì nếu quăng mạnh bạo quá thì chắc nó cũng sẽ bể thôi. Thấy ghi chịu lực dưới 50kg, mình 52kg đứng lên luôn thì cũng hơi sợ, nhưng mà may quá nó chưa bể. Có bọc miếng kim loại ở góc nè, nhìn nó vừa chắc chắn mà cái kiểu nó cũng hiện đại và khá đẹp nữa. Muốn mở cái vali này là phải phá đảo hai cái khóa số mật khẩu này nè. Đổi mật khẩu thì dễ lắm, nhưng quan trọng sau này mở ra có nhớ mật khẩu không mới là vấn đề á. Do không cần kéo dây kéo nên mở ra rất là nhanh luôn. Mà không gian để mình để đồ á sẽ không vôi ra được giống như là vali vải, nên với mình thì chắc nó sẽ kiểm soát mình đỡ đem mấy cái đồ linh tinh nhiều hơn. Chứ hôm bữa lỡ tay đem hơn 19kg muốn xỉu ngang luôn trời. Thấy cũng đẹp rẻ nên mình hút luôn combo 2 size. Bạn nào đang tìm vali thì có thể tham khảo qua giỏ hàng màu vàng bên góc trái clip mình nha.